Này thiện hiện nếu 32 tướng đại sĩ khác bản tánh không, bản tánh không khác 32 tướng đại sĩ, 32 tướng đại sĩ chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác bản tánh không, bản tánh không khác 80 vẻ đẹp phụ thuộc, 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện nếu pháp không quên mất khác bản tánh không bản tánh không khác pháp không quên mất pháp không quên mất chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải pháp không quên mất tánh luôn luôn xả khác bản tánh không bản tánh không khác tánh luôn luôn xả tánh luôn luôn xả chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải tánh luôn luôn xả này thiện hiện nếu trí nhất thiết khác bản tánh không bản tánh không khác trí nhất thiết trí nhất thiết chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khác bản tánh không bản tánh không khác trí đạo tướng trí nhất thiết tướng trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải trí đạo tướng trí nhất thiết tướng này thiện hiện nếu quả dự lưu khác bản tánh không bản tánh không khác quả dự lưu quả dự lưu chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải quả dự lưu quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác khác bản tánh không bản tánh không khác quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng phải bản tánh không bản tánh không chẳng phải quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác này thiện hiện nếu tất cả hạnh đại Bồ Tát khác bản tánh không, bản tánh không khác tất cả hạnh đại Bồ Tát, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật khác bản tánh không, bản tánh không khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng nên quán tất cả pháp đều bản tánh không để chứng tắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 388.